Anh có đi với người thân không anh? Anh có đi với hai đứa em gái với lại đứa bạn. Lần đầu tiên xin chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Rồi, bạn có thể nói một xíu là anh mình sao tới giờ này mà chưa có lập gia đình nữa? Anh hai cũng bị khó tánh. Ồ. Dạ. Khó là khó sao em? Em út làm sai, anh mới la thôi. Ảnh gì đúng nhà, có vui vẻ không? Dạ, vui ạ. À. Bạn thấy chị bên này như thế nào? Em cũng thấy được. Cũng chững chạc. Còn giờ đối với anh hai em thì em không biết, để cho anh chị tìm hiểu với nhau. Nói chung là mình cũng đồng ý tán thành ủng hộ cho anh chị ha. Rồi dạ, chị hôm nay chị có đi với ai không? Đi với mẹ với con trai với bạn. Có con trai đi theo luôn ha. Dạ. Dạ chào bác. Trước tiên tôi xin chào hai cháu Cát Tường và Huyền Linh. Dạ, chào bà. Ngày hôm nay cũng như là hai cháu. Dạ. Ông Mai bà Mối. Dạ. Đã tạo điều kiện cho con gái tôi là Hồng Trang chút nữa để được gặp gỡ cậu gì tôi không có nghe. Dạ, con Linh Trung, con chào bác. Và tôi mong rằng sau lần gặp gỡ hai người cũng tạo cơ hội cho nhau để có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và thú vị. Trời ơi. Hay quá, hay luôn. Và tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người trong tương lai. Dạ, con cảm ơn. Mà Hồng Trang, mẹ thấy cái cậu Trung bên đây thì cũng hoạt bát vui vẻ. Ngoại hình thì cũng được. Thì hai người cũng nên tạo cho nhau một, đầu tiên là một buổi xem phim thật lãng mạn và vui vẻ. Rồi sau đó chuyện gì sẽ đến, nó sẽ đến. Dạ. Rồi con trai. Con trai dễ thương quá, đăng ký cho mẹ tham gia chương trình luôn ha. Dạ. Rồi con nhận xét như thế nào? Con thì con không dám đánh giá gì về chú. Con chỉ mong là nếu chú và mẹ con tiến tới được với nhau thì nửa đoạn đường còn lại của mẹ con mong là sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Còn thưa bác, thì nãy giờ bác nói chuyện con rất là thích, rất là vui. Thì con mong là trân trọng những gì bác nói là sẽ thành hiện thực. Con cảm ơn bác. Rồi nói chuyện với con trai nữa. Nãy giờ chú nghe con nói, thì con cứ nhận xét cho mẹ nghe. Thì cách con nhìn bề ngoài sao, thì con cứ nói cho mẹ biết. Cứ nói không sao hết. Mẹ chú bên đây cũng nhìn thấy cũng vui vẻ, okay. Dễ thương. Cái vui là chú vui rồi đó. Chú lúc nào cũng vui hết đó. Dạ. Chú có chắc là sau này chú sẽ thương và quan tâm cho mẹ con và con? Tại lúc đầu chú vô chú nói rồi, nếu chú thương mẹ con sẽ thương con. Dạ. Chú nói ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Dạ vậy thì con cảm ơn chú. Hay quá. Xúc động quá. Mình nghe mình rất là cảm động vì lời nói của mà bác gái dưới ha. Thôi, nếu mà nhìn mà mình thấy tâm đầu ý hợp đó, thì chăm sóc lẫn nhau cái quãng đường còn lại anh nha. Cảm ơn Linh. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Rồi, kéo bức màn lên, em thấy anh nhìn anh sao? Dạ, thì cũng như tưởng tượng của em ạ. Anh nhận xét cho em thế nào à? Thì em khuôn mặt nhìn có hậu. Thì có bé Bi cũng 15 tuổi rồi. Lời. Lời. Đúng không tôi? Lời. Lời, lời, lời. Lời đó, vô thấy chưa mắt hay lời nữa, thấy không? Thì thấy em cười tươi, tuổi thì cũng hợp nữa. Thấy cũng có lý. Thôi, có lý. Đó là rồi, mẹ vợ tương lai cũng tôi tí nữa. Rồi, về quá hợp luôn. Dạ. Bây giờ anh nói chuyện với chị á, anh thấy cái trái tim mình nó có rung động gì không? Tôi cũng hơi hơi. Có rồi đúng không? Có rồi. Chị? Dạ, cũng thấy đập mạnh. Đập mạnh luôn, đập mạnh em rồi đó. Thì em phái rồi. Nhưng cái gì anh hứa là anh phải thực hiện được. Anh nói trước hàng triệu người đấy. Đúng. Nha. Này em nói thì cái gì đó có cái duyên là em phải nắm bắt. Anh bắt tay tôi cái nữa rồi. Tuyệt vời. Chứ thầy để tay em đúng không? Suy nghĩ thật kỹ nha anh chị. Dưới là có mẹ, có con trai,
có gia đình, có em gái của mình, tất cả mọi người đang chứng kiến giây phút này rất là thiêng liêng và rất là quan trọng. Một, hai, ba. Hết thời gian. Anh nắm tay chị đi. Nắm tay nào. Đây là chiếc vé xem phim. Các chị có thể đi xem phim ngay bây giờ ở hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để có thời gian lãng mạn bên nhau ha. Đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản, 1.000.000 đồng. Anh chị có thể mua sắm trong những ngày đầu tiên nào. Dạ, cảm ơn Linh. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn các tường. Đây là quà tặng cho anh chị, nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ. Cố gắng nha anh chị. Nhất là chị cố gắng lên nha. Đây là cơ hội để mình có được hạnh phúc nha chị. Hai chị nắm tay chặt vào.